Chào anh em nhé, nay mình tranh thủ mình làm mấy cái cây hải châu. Đây, có một cái đơn hàng của bonsai Khánh Vương. Đấy, mình cũng tiện đây thì mình review luôn cho anh em xem. Tiện tay đây, mình tháo mình review cho anh em xem nhé. Đây này là cây xào rong. Cái xào rong này là ở trong Ninh Thuận ấy, là anh em người ta hay lấy lá để ăn, ăn gỏi cá này. Cây này thì lúc mình mua thì mình thấy cái phôi này nó có quả chín ở trên cây, trên đen rất là đẹp. Một về thì nó vào chậu trồng nó cũng sẽ dụng luôn, nhưng mà mình sẽ review cho nhau xem cái trái của nó. Cây thì nhà vườn cắt gọt bớt bớt tay cành của mình rồi. Nói chung là tay cành là nó không có còn nguyên vẹn, nhưng mình cũng sẽ tháo ra và mình review cho anh em xem. Tay cành nó dài quá nên là người ta cắt bớt đi của mình. Cắt bớt đi những cái tay cá của mình rồi. Đó, chung là tay tán thì nó rất là quan trọng đối với những người chơi bonsai. Đấy, nếu mà cắt đi mà cắt những cái chốt mà người ta thích, những cái đường cong đường cua mà cái tạo lên một cái cây nó đẹp thì là đấy là một cái điều rất đáng tiếc. Đấy, cũng miễn là đóng được hàng gửi đi mà cắt đi của người ta như này là mình thấy là cũng không có hợp lý. Đây, chốt này cắt này, chốt này, mấy cái chốt này nó còn mọc, nó còn rất là to. Nên là cắt rồi thì làm sao nhỉ? Mình cứ tháo đây. Đây, phương pháp mình làm thì đối với những cái dòng cây như này
đấy, những cái cành mà nó mình vẫn cứ chia sẻ cho anh em đấy, là những cái cành mà nó nằm ở cái vị trí mà nó không có được đấy. Những cái vị trí mà nó không có hợp lý, không có được, thì là mình phải cắt bỏ đi. Đấy, ví dụ như cái chốt này nó nằm trong vần đấy, mình sẽ cắt bỏ chốt đi. Chốt ngắn thế này thì cái đường nắp thân này để nguyên tắc là bên sai là không có để cái cành này nó mọc không đúng vị trí. Mình sẽ loại bỏ đây thì review cho anh em xem. Sự ngẫu nhiên thôi, mã số là 66 rồi, rất đẹp. Cái nó mọc cũng không được, thế là mình cắt luôn. Được. Quan điểm của mình cắt luôn, mình không có để lại làm gì. Cắt đi như thế được không ạ? Để cho nó lấy cái đường cong, đường cong tự nhiên. Rất là buồn cười luôn. Tính nhưng mà thế mà nói này, anh em cắt cây cắt cành anh em không có thông báo gì cả, anh em thích này anh em cắt. Cái dáng của cây
sẽ nói cho anh em xem là lý do tại sao mình cắt đây này, hoa trái nó đây, trái của nó rất đẹp này. Tự nhiên như này và sau đây nó thành cây trúc lắc.
xưa cây mà mình hay thiên về cái vấn đề nghệ thuật, cho nên là những cái cành nhánh này là một cây đẹp đấy, anh em cắt đi là rất trắng luôn, buồn luôn. Mua thì đâu cũng cắt đi từ mấy. Anh em cứ tự ý anh em cắt đi như thế này, không có ok. Video hình ảnh người ta như là cười đúng như thế rồi. Đây em cắt hết đi như thế thì sao nó còn cái thì ra cái dáng thế gì nữa. Cảm giác rất kỹ càng là cái vấn đề chỉ chốt cụ thể mình biết viết câu xuống nhà này hồi lên là vừa xong thì mình sẽ cho keo sẹo vào, mình sẽ cho keo sẹo những cái đường cắt. Sẽ xử lý cơ sở thường thì cây rừng bản thân của nó là nó cũng sẽ lành mạnh. Chúng ta làm thì cũng đã
chèn một chút cho nó. Lát nữa mình sẽ đi cho các bạn xem trong hai đây. Trái của cây sào rau này chùm chín đen này. Đấy. Được. Hải Châu. Cái này mình vào chậu lâu rồi. Đấy. Mình ươm vào trên cái chậu này rồi, mình muốn luôn trên cái chậu. Chú ếch con. Ít xa. Đấy. Trèo rất giỏi luôn. Rất giỏi luôn. Đây cây hải châu của thống bonsai đây. Cây này lá cũng siêu dí đẹp. Mình mới uống lúc trưa xong. Cây này cây sào rong. Đây mình vừa mới sửa tay tán cốt cành đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi kiếm chậu mình trồng nhá, cho chào anh em nhá.